Xin chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác một cái mẫu dây điện, dây nguồn các bác nhé, dây nguồn. Thì cái này nó là hàng bãi Nhật. Nói chung cái này, dây này thì nó khá đặc biệt các bác nhé. Lâu lâu thì nó có được mấy sợi. Thì hôm nay em dẫn cho các bác coi cái dây này á, là cái nguồn của nó dài 10 mét các bác nhé, dài 10 mét các bác ạ. Đấy, thì ở trên đây nó có sẵn đầu cắm. Đấy, của Denki này. Đấy, hãng này rất nổi tiếng các bác nhá, về sản xuất những cái thiết bị dắt cắm như thế này đó. Và con này nó khá là đặc biệt, thì nó có sẵn luôn cả một đầu đực cái. Đấy, thì dây nguồn đây là dây 2.0 hết nhá, và tất cả sợi dây trong này đều 2.0, và cái kích thước của sợi dây này nó khá là to. Đấy, nó tầm khoảng hơn 1 cm gì đó. Em có thức kẹp đây, em sẽ kẹp luôn cho các bác coi luôn. Đây, tích kẹp này thì nó hơi xấu một chút xíu nhưng mà cũng vẫn nhìn được. Đấy, xấu thì xài xấu. Đây, đó. Đấy, khoảng 1/1 này. Đấy, đó, dây nó rất là to. Thì dây này là dây 2.0 các bác nhá, dây nguồn 2.0. Đấy, nên các bác lưu ý thế này, thì bác có thể hàn cho dây hàn của máy hàn điện tử ở thị trường hiện tại thì là vô tư rồi các bác ha. Dây 2.0 này xài thoải mái rồi. Đấy, dây này là gì, người ta dây đi đường công trình nên là tất cả dây nguồn nó sẽ làm cao su bọc lớn hơn so với những cái dây thông thường đó, nên là nó sẽ chắc chắn hơn các bác ha. Đấy, và đặc biệt là có rắc đực cá như thế này, thì bác có thể xoay xoay tay như này đó, tại vì em xin lỗi các bác, em đang cầm một tay ấy, nên là nó hơi có một chút rồi, xoay rồi. Đấy, dây của nó đây kỳ là chắc nha. Đấy, nó chịu tải được 15 ampe. Đấy, 15 ampe với dòng điện 100V, còn nếu mà dùng điện 220 thì các bác cứ tính 3000W là bình thường các bác ạ. Đấy, cái này ấy, thì các bác có thể bỏ vào một cái hộp nhựa ấy. Đây nó sẵn có 2 con ốc để bắt đây. Đấy, và còn bắt ốc khác thì tùy theo nhu cầu sử dụng. Ví dụ mình sẽ làm một cái ổ nguồn. Đấy, một cái ổ nguồn đấy, ví dụ mình cắm vô đây đó, rồi thì là nó sẽ ra một cái ổ nguồn CB công tắc đó. Mình làm như vậy ấy, thì nó rất là an toàn nếu khi mình sử dụng các bác ạ. Đấy, còn cái dây này thì là lúc nào mình xài thì mình sẽ cắm nó vào, hoặc là về các bác có thể sử dụng vào cái mục đích khác như cắm máy phát điện hay gì đó các bác. Đấy, đây là cái đầu rắc tiêu chuẩn của Nhật Bản. Đấy, và có đường dây tiếp mát luôn, nên là các bác về sẵn đấu thôi bác. Dây điện thì có đây rồi, đỏ đen, à xin lỗi các bác, đen trắng, nó là dây nguồn các bác nhá. Còn dây màu xanh thì tất cả nó chuẩn thế giới rồi, thì nó sẽ là dây mát đó. Đây, đầu cắm của nó đây. Đấy, đầu cắm thì trên này thì mình có thể xoay nó lại. Đấy, cắm nó lại, nếu mà vào những cái lỗ, hai lỗ ấy, thì mình có thể rút nó lại được nhá. Này, xoay như thế này. Đấy, xoay nhẹ ngược trên kim đồng hồ là ấn nó vào, thế thôi. Còn để như này mình không ấy được nhá. Đó, xoay nhẹ đó, ok đó. Đó. Đấy, thì hiện tại em nó có 3 sợi thôi nhá, có 3 sợi và có đầy đủ cái đầu kẹp mát như thế này, dành cho bác nào kẹp mát. Cái kẹp mát này rất là quan trọng các bác nhá, cực kỳ quan trọng, theo như em nó rất là quan trọng. Nó là như thế này, ví dụ các bác xài một cái thiết bị, ví dụ như là một cái máy mà bếp từ đi, hoặc là một cái thiết bị nó là vỏ sắt như thế này. Đấy, một cái motor ví dụ đơn giản nó là một cái vỏ sắt như thế, kể cả hay là máy rửa xe đó, thì khi bác cắm nguồn điện từ nguồn điện nhà mình, ví dụ nguồn điện ở cái ổ điện, bác cắm ra ngoài cái máy đó, ví dụ cắm một cái ổ điện này, rồi từ cái ổ điện này nó sẽ ra cái máy bơm, hay là ra những cái thiết bị mình xài mà nó bằng vỏ bằng kim loại như đơn giản như thế này đó, thì ở trên cái máy ấy, thì các bác làm một cái đường dây tiếp mát xuống cái đất này này. Đấy, tiếp mát xuống đó, ví dụ trong trường hợp mà nó có rò rỉ điện ra, thì một là CB nó nhảy, CB chống giật nó nhảy, hai là cái này mát nó đi ra ngoài và nó xuống dưới đất luôn. Thì các bác sờ vào đây và các bác dẫm chân xuống đất thì nó không còn hiện tượng giật nữa. Đấy, không còn hiện tượng mà mình bị giật, là mình giật mình, hoặc là có thể là rò điện nhiều mình có thể bị giật. Đấy, có thể nguy cơ đến tính mạng con người. Giống như em xài cái máy bơm, cái máy rửa xe ấy, máy rửa xe tất cả không nó bằng sắt hết. Đấy, thì nó ở trong cái môi trường ẩm ướt, đa phần nó nằm trong môi trường ẩm ướt khi mình thao tác, nên là các bác tiếp mát cho nó thì nó sẽ rất là an toàn. Khi mình sử dụng, mình bật máy lên cái nó có mát dò ra vỏ, thì đấy là nguyên tắc của họ mà. Đấy,
nếu mà nó dò ra vỏ là nó sẽ đi xuống. Thì tất cả những cái máy bơm của Nhật người ta thiết kế như thế, hoặc là tiêu chuẩn châu Âu nó thiết kế. Còn hàng ở đây thì em cũng không có biết nhá, không có rành, tại vì rất là nhiều hãng làm, nói chung là cũng cả tư nhân làm nữa, nên là nhiều khi nó có thể bỏ qua cái công đoạn tiếp mát đó, tại vì nó sẽ tốn thêm chi phí và công đoạn làm mà nên người ta bỏ qua. Đấy, còn quay lại cái sợi dây này nó dài 10 mét các bác nhá, sợi dây dài 10 mét. Các nào quan tâm thì alo cho em bác nhá. Đấy, một cái sợi này nó là 500 ngàn một sợi và nó đầy đủ và đắc đực và giắc cái đây. Đấy, đây là giắc đực này, còn đây là giắc cái. Thì các bác có thể sẵn có dây nguồn như thế này rồi đúng không? Về mình thao tác ra thêm một cái hộp nữa. Đấy, thì cái nào mình thấy nó hợp lý thì mình xài. Kể cả bác xài máy hàn. Đấy, ví dụ máy hàn mình không cần mình cắm dây ấy, ví dụ như thế đó, mình chỉ cần làm cái đầu đực 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 cái như thế này thôi, ví dụ đầu cái ra đấy, đầu cái thì trong đây là thân máy hàn đi đúng không, đó thì cái đầu đực này đấy, đầu đực này đúng không, khi mình cắm điện thôi thì mình sờ đâu đâu có điện đây đâu. Đấy, khi mình cắm vô đây thì máy hàn bật công tắc, máy hàn nó chạy, ví dụ nó sẽ không phải lồng ngoằng cho cái máy hàn, hoặc là mình sử dụng để thao tác những cái máy móc gì đó với công suất là 2.0 dây như thế này. Thì các bác lưu ý khi mình sử dụng dây 100V thì mình không xài quá 15A, nghĩa là 1.500W. Đấy, người Nhật người ta thiết kế là dư chứ không thiết kế là ngang công suất có nhá. Ví dụ 1.500W thì người ta xài dây tận dây 2.0 cơ. Còn nếu mà trong trường hợp các bác xài ra dòng điện là 220V thì nghĩa là nó sẽ nhẹ gấp đôi, tải gấp đôi so với dây 110, nên các bác có thể xài lên tầm khoảng 2.500W là bác xài vô tư, thậm chí 3.000W các bác nhé. Đó, nên các bác có nhu cầu sợi dây này thì alo, ví dụ về đấu vào máy móc hay đấu vào cái gì đó thì quan tâm thì alo cho em nhé. Em có hiện tại em có 3 sợi như thế này thôi, có rất được cái đầy đủ cho bác về thao tác. Ok, cảm ơn các bác ha.